triệu 350 là bông tai gì? Quên mất tiêu rồi, không còn nhớ nữa. Triệu tư là cái gì ta? À đây đây, 2,4 triệu là cái này, 2,4 triệu là này, còn 2,350 triệu là cái gì đó? Nó trùng nhiều lắm á, này chị phải chắc chắn chứ. Chắc chắn 2,4 triệu, 2,4 triệu là cái này, cái này chị mới bóc lên nè, cắt chút 2,4 triệu này đúng rồi đó, 2,4 triệu là cái này, còn 2,350 triệu là cái gì quên rồi, đứa nào nhắc giùm? Hả? Cái gì? 2,350 triệu là cái gì nhá? Hết rồi hả? Rồi Linh Thi là 2,4 triệu là được chốt nè, từ từ để lát nó đọc. Em lên chưa? Lên rồi luôn hả? À 600 rồi hả? Cho chị mượn cái máy đi. Cho chị mượn cái máy chị chào khách với mấy đứa. À, mấy chị ơi, hồi nãy là gia cảnh nhà em nó bị trục trặc một chút xíu, là ở ngoài sau nhà là nó bị cháy, nó bị chập điện, xong rồi cũng chữa cháy xong hết rồi, nhưng mà không có đến nỗi nào mà ảnh hưởng, cho nên là em sắp xếp xong rồi thì em lên em cũng để em biết mấy anh mấy chị cũng thấy là lo cho em cũng rất là cảm động. Mặc dù là chạy em chạy mà em tháo chạy lúc đó sao em khỏe ghê luôn đó, em cầm cái bình cháy mà em chạy mà giống như là em không có cái chuyện gì luôn. Dạ chị, sự cố nhưng mà không bị sao à mấy chị. Trời cũng thương cho em cho nên là không có sao cả, thì là em cũng rất là cảm ơn mấy anh mấy chị đã quan tâm đến em. Em rất là cảm ơn rất là nhiều. Hồi nãy em cũng hoảng hồn luôn á. Dạ em chào mấy chị. Rồi. Có bông, có khách, có vậy. Từ từ, đang định hướng lại, định hồn lại cái đó. Cái hồn em nó đang bay đi tứ phía rồi. Nhận 8 triệu cho chị Hồng Ngân chưa? 8 triệu nhận cho Đăng Điêu. 8 triệu cho chị Hồng Ngân ha. Rồi em chốt cho chị Hồng Ngân là cái nhẫn 8 triệu em đang đeo này nha. Chị Hồng Ngân còn ở đó không chị nha? Rồi chị mới hỏi hả? Rồi còn cái gì nữa ha? Rồi em chốt cho là 2,4 triệu cho chị là Linh Thi và chị Ngọc Huỳnh Ngọc là 2,4 triệu nha mấy chị nha. Rồi em còn được 3 đơn nữa là em hết nha. May quá không sao. Dạ dạ không sao, trời thương. Dạ 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 cảm ơn trời đất, dạ cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật ạ. Rồi em lên cái này nha. Em bưng cái nhẫn lên đi chị coi có cái gì chị bán đi bên này nè. Nhắn nam là nhắn con trâu. Rồi em chốt cái này nha. Nhưng mà chị kiếm cái nhẫn chị đeo đó. Tắt tiếng đi. Rồi em cần một cái nhẫn cuối cùng luôn. Em xuống luôn nha, để em lên cái lay khác nha. Tiền công là 650, cú pháp của nó là 6,950, ni tay là 14, 15, 16 nha mấy chị nha, 15, 16 là vừa luôn ha, 6,950, trọng lượng vàng là 1,9 nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em đang lên. Đây nhẫn xoay nha mấy chị nha, đủ màu luôn. Rồi màu đen, màu trà. Đây là lên nguyên một tẩy màu trà luôn, đủ màu luôn nha mấy chị nha. Hãy nhanh tay giùm em nha, đó rất là đẹp luôn ha. Dây đang đeo là 9 triệu mấy? Dây đang đeo là 9,750. Dạ, dây đang đeo là 9,750 nha mấy chị nha. Dây em đang đeo là 9,750 nha mấy chị nha. Đây là nhẫn trà. Nhẫn trà này là xoay xoay luôn nha mấy chị nha. 2,4 triệu. Loan kim hả? Loan kim không có, toa không có đơn. Rồi loan kim 2,4 triệu em chốt luôn nha. Rồi lắc xích em đang đeo là 22,600, ni 50, 52 là đeo vừa, rồi là 60, 62 là đeo vừa luôn nha mấy chị nha. Để có hai cái lắc thôi, tiền công em sale là chỉ có là 980.000 đồng ha, 980.000 đồng nha.
trọng lượng vàng của nó là cỡ khoảng là 6 chỉ trở lại nha mấy chị nha. Dạ chị Giang Ngọc ơi, do bên em tin nhắn cũng quá tải chị. Chị gọi điện trực tiếp cho em tư vấn cho mình nha chị nha. Đây nhẫn, nhẫn ngũ sắc. À, nhẫn. Nhẫn xoay đủ nhẫn màu. Nhẫn xoay đủ màu là màu đen nè, màu đỏ nè. Dạ tiệm em ở địa chỉ là 209 Tân Hương ạ, à, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị nha. Vòng trăm là 30 triệu à, tiền công là 1.750.000, tiền công là 1.750.000 nha mấy anh mấy chị nha. Dạ chuẩn bị em lên nhẫn xay cho mấy anh mấy chị luôn nha, nhẫn xay đủ màu à. Đây là một đống là trà, một đống đủ màu luôn. Đây là nhẫn xay. Đây là nhẫn xay nha mấy chị nha. Tiền công là 505.000 đồng ha mấy chị nha. Tiền công là 505.000, ngoài thị trường cái này là cỡ khoảng 8-900 gì đó. Nhưng mà hôm nay Kim Thành Thảo sale nha, màu trà và các đủ màu luôn ha. Đây là màu trà là 505.000 đồng tiền công, cú pháp của nó là 6.350.000. Trọng lượng vàng là 1.5 chỉ nha mấy chị nha. Trọng lượng vàng là 1.5 chỉ là nhẫn xoay nha, rất là đẹp luôn. Dạ đây. Chị cô chú nhỏ ơi, hôm nay không có lên vòng lẻ lẻ đó chị. Đây lát nhẫn trà nha mấy chị nha. Dạ không chị ơi, lắc này là nay 58 lần à. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Mai à. Công rẻ vậy chị. Dạ đúng rồi chị, cái này em thương lượng được với công ty nên là giá ăn rất là rẻ chị. Em bán cho công ty luôn à, không có lời nữa chị. Cái này là bán cho công ty cho nên là không có lời nha mấy chị nha. Em tính trên công ty tính sao thì em tính y chang làm vậy luôn. Ni tay là từ 12 cho đến là 14 nha. Ni tay từ 12 cho đến 14 là đeo vừa nha mấy chị nha. Đó. Dạ cái nhẫn là có ra ni được em anh mấy chị. Ni tay từ 12 đến 14 ha. Em bao ni 12 đến 14 thôi, còn ni tay khác là em không bao được. Chị Mai Nguyễn ơi, chưa ship Hàn Quốc được hả chị? Đây là tiền công nó rất là rẻ, 505.000 đồng thôi là nhẫn xoay nha. Màu trà và đủ màu luôn nha mấy chị nha. Chụp lại màn hình giúp em nha. À, phúc pháp chốt đơn hàng là 6.350.000, 6.350.000 nha mấy chị nha. Dạ em có ship Malaysia à, có ship Malaysia Trần Thị Thuận ơi. Rồi lắc cái lắc tay em đang nhiêu? Lắc tay em đang đeo là cái gì chị? Lắc tay dưới này. Lắc tay em đang đeo là 22.600, tiền công là 890.000 đồng. 22.600 tiền công là 890.000 đồng nha mấy chị ơi, nha. Có những nam đại bàng á tiền mấy chị nha. Dạ có à. Dạ, tặng lịch chị gái tiền mấy chị Kim Ngân ơi. Rồi nhẫn xoay đủ màu chốt cho chị là mai. 6.350. Ô mai chi đào ha. Rồi 6.350 đủ màu nha, một chiếc đầu tiên nha. Rồi em chốt cho chị Omachi đào này rất là đẹp luôn nè đó. Đây là 6.350 rất là đẹp. Ni từ 12 cho đến là 14 nha. 12, 13, 14 nha. Rồi chốt cho ai nữa? Omachi đào chị ạ. Rồi Omachi đào em chốt luôn ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi Xuân Nguyên nhẫn ngũ sắc luôn, xoay luôn. Xuân Nguyên rồi nhẫn ngũ sắc ni 12 luôn. Rồi hai người có đơn rồi đó. Một nhẫn, hai nhẫn. Rồi còn mấy cái là hết luôn, nhanh tay giùm em nha. Nhẫn trà và nhẫn ngũ sắc luôn ha, đủ màu luôn nha. Đây là xoay xoay luôn nha mấy chị nha. Nhẫn trà xoay là 6.350.000 nha. Tiền công là 505.000 đồng. Rồi chuẩn bị em lên bông tai tiếp tục luôn ha. Kim men 3 bộ không có 8 chỉ nha chị ơi. Nhẹ nhất của nó tầm khoảng là cái 3 chỉ đó lên nha. Dạ có lắc chỉ cá dạ, tại thì em có lắc 7 cá gì Lộc Phạm ơi dạ có. Dây à. Đang đeo là 9 triệu. Dây đang đeo là 9.750.000 nha mấy chị nha. Dạ Hoàng Phát mới ra tiệm mua là 785.000 dạ đúng rồi. Em nói rất là sự thật. Cháu có nghĩa là những cái gì mà em bán trên line này là em bán rất là rẻ. Tại vì em bán cho công ty. Cháu chị Loan Nguyễn màu đỏ. Em chốt cho chị Loan Nguyễn màu đỏ nha, rồi màu đỏ em hết nha. Rồi em chốt cho chị Loan Nguyễn màu đỏ nha. Đây nè màu đỏ xoay rất là đẹp luôn ha mấy chị nè đó. Màu trà chốt cho Nguyễn Sương ơi nhỏ ơi. Rồi màu trà chốt cho Nguyễn Sương nha. Đây màu trà chốt cho Nguyễn Sương. Tiền công ở ngoài tiệm bán 700 mấy là chị nói đúng đó chị. Nhưng mà ở trên line này em không có bán giá cao được. Tại vì là công ty không cho em bán giá cao được nha mấy chị nha. Rồi 9.7 chị Lê Ngọc Lan. Rồi hãy nhanh tay giùm em bằng xuống line rồi nha mấy chị nha. Dạ chị Nguyễn Thủy ơi, cái này không có chị gái tiệm không chị, chứ hôm nay không có chuẩn bị để lên nhẫn đại bàng hả chị nha, thông cảm giúp em à. Đây à, cái lô nhẫn này là mấy chị hãy nhanh tay chuẩn bị em lên này, dây hồ ngọc trai đẹp lắm chị Nguyễn Thủy ơi. Nhẫn trà có ni 21 không? Dạ có hả chị nha. Là cái này phải chỉnh đi lại hả chị, chỉnh đi là cho phụ thêm phí thợ nha.
khoảng 100 ngàn à. Chỉnh đi 20 rồi là cũng phải là chỉnh đi lại luôn à. Đây, nhẫn trà nha. À, tiền công của nó là 505.000 đồng. Cú pháp là 6 triệu 3 50. 6 triệu 3 50 nha mấy chị nha. 6 triệu 3 50 nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi em xuống nha. Dạ, lớp xích đó là 22.600.000 nha mấy anh mấy chị nha. Dòng ban là 30 triệu à. Xin lá này 12 chị Nguyễn Hương ơi. Để lại số nợ mấy chị nha. Để lại số nợ mới chốt đơn được á mấy chị ơi. Rồi xanh lá ni 12 có luôn nha. Màu xanh lá rất là đẹp luôn ha. Đó. Dạ có ni 13 nha chị nha. 13, 12 luôn, 14. 12, 13, 14 à. Rồi chốt cho chị đi em. Đọc tên cho chị. À chị để số điện thoại giúp em thì em mới chốt được nha mấy chị nha. Dạ cháy không có sao à. Nó đã bị sẹt lửa thôi nhưng mà bên nhà em nó có mấy cái bình chữa cháy đó. Ủa lấy đủ màu hả? Chị Loan Nguyễn lấy đủ màu. Chị Loan Nguyễn lấy đủ màu à. Rồi em lấy đủ màu cho chị Loan Nguyễn nha. Nguyễn Thị Xuân Tu lâu lắm thấy chị nghe chị nha. Em lấy cho chị Loan Nguyễn đủ màu nha. Em đổi cho chị màu Loan Nguyễn nha. Màu trà xay 6.3 cho rồi, chị. Rồi màu trà xay là 6.3 Nguyễn Thị Xuân Thu nha. Màu màu trà xay nha. Đi đang đeo như tiền đi. Đây cái dây em đang đeo đây. Ủa, đem vậy đây. Ok chị Loan Nguyễn em đổi cho đủ màu chị. Đây rất là đẹp luôn. Dạ chị Phan Kim Bảo ơi. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đây này đẹp lắm. Đẹp lắm. Để em đeo lên lại. Tại vì em thấy tiếc tiếc em đeo lên lại. Xuống rồi mà tiếc tiếc em đeo lên lại. Dạ hôm nay giá vàng là 3.4 triệu một chỉ nha mấy chị nha. Đẹp quá chị đẹp. Rồi xong đủ màu ha. Em đeo nhẫn mà trắng tay luôn. Đeo nhẫn mà trắng tay dạ, luôn. Dạ nhẫn ngũ sắc là giá là 6.350 nha mấy anh mấy chị nha. Lấy hộp đỏ chốt cho Phạm Thị Lan. Hộp đỏ hồi nãy là của chị ghi đổi lại á. Rồi hộp màu đỏ là chốt cho đây con nhỏ ơi Phạm Thị Lan ra đây Phạm Thị Lan nha em chốt cho chị bà Phạm Thị Lan nha. Rồi mấy chị biết là cái set chúng mình em đang đeo lên hôm nay em cố tình á em đổi đôi bông cho chị luôn đi. Chị đeo cái đôi bông đi cho nó trùng cái kiểu luôn rồi đôi bông đó đi tùy mỹ không đôi bông cái gì bông có nguyên bộ rồi nè có đâu có bông Chanel đây này bông Chanel số 5 đó bông Chanel đây luôn. Đây bạc luôn đúng rồi Chanel đây. Dạ vàng hết tiệm em đem ra tiệm em mới được kiểm tra nha chị ơi. Màu đỏ còn không? Màu đỏ hết rồi còn một chiếc thôi. Dạ chị Welly ơi màu đỏ em hết rồi nha chị ơi. Chị lấy màu đủ màu cho đẹp chị ơi. Đây em lên cái set mà bông ngọc trai nè mấy chị nè. Dạ còn đủ màu hả chị Welly ơi? Bông ngọc trai rất là đẹp luôn. Đây em chuẩn bị em lên cái set này nè. Mấy chị nào mà thích bên dây đây nè. Em có hai bộ thôi. Có nghĩa là hôm nay em về chỉ có hai bộ thôi nha mấy chị nha. Mà tiền công rất là rẻ luôn ha. Bây giờ em chỉ cầm đại khái về slack nữa là em sẽ đưa cận cảnh luôn ha. Sợi dây này tiền công chỉ có 800.000 đồng thôi. Dày 5 tấc nha mấy chị nha. Nó có tân đơ luôn 5 tấc hoặc là 5 tấc rưỡi luôn nha. Nó có tân đơ chữ Chanel. Tân đơ là chữ Chanel luôn nha mấy chị nha. Đó. Chính giữa của nó là chữ Chanel luôn. Giống như em đang đeo. Đây giống như em đang đeo đây. Sợi dây em đang đeo là 5 tấc rưỡi nha mấy chị nha. Hôm nay em cố tình em mặc cái áo màu đỏ này. Ở trên đây này nó có gắn luôn mấy cái hột ngọc trai. Thì là em đeo được đôi bông hột ngọc trai luôn. Đó. Dạ chị Út Phở thì em hỏi địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Đây, sau đó là em đeo một cái lắc ngọc trai luôn nha mấy chị nha. Hột bẹt nha mấy chị nha. Lắc hột bẹt nó đính cái thương hiệu chữ Chanel nè. Dạ 6.350 chữ Chanel này rất là đẹp luôn nha. Rồi thì bây giờ là cái sợi dây là dạ, tiền công chị cảm ơn chị Lục Bình Tím nha. Dạ à, tiền công của nó là chỉ có 800.000 đồng thôi mấy chị nha. Tiền công là sợi dây là 800, tấm lắc là tiền công của nó là chỉ có 200.000 đồng thôi nha. Tấm lắc là 200.000 đồng, còn cái đôi bông của đây là 390.000 đồng tiền công nha mấy chị nha. Đây một bộ của nó đây rất là đẹp luôn, nguyên một bộ luôn, cưng lắm đó. Đã em đang đeo trên người ha. Bây giờ em đọc cú pháp từng cái một nha. Sợi dây là cú pháp của nó là 7.4 triệu, tiền công là 800.000 đồng. Ngoài thị trường là người ta bán là 1.6 triệu. Nhưng mà hôm nay Kim Thành Thảo sale chỉ có 800.000 đồng thôi. Sợi dây đẹp lộng lẫy như thế này. Cú pháp của nó là 7.4 triệu. Trọng lượng vàng là tầm 2 chỉ nha mấy chị nha. Rồi đôi bông này là 3 triệu ha. À, tiền công của nó là 390.000 đồng. Cú pháp của nó là 3 triệu đôi bông này. Và cái tấm lắc này. Tấm lắc này là ni tay là 50, 52, 54 là đều đeo vừa luôn. Tiền công chỉ có 200.000 đồng tấm lắc này thôi nha. Xay xanh lá ni 12. Rồi xanh lá ni 12 gửi giùm chị luôn. Chốt nhẫn ngũ sắc. Ngũ sắc ni bao nhiêu nữa? Cho ai tên gì đọc cho đi Bảo em. Ngân. Bảo Ngân là cái gì chốt đọc đi Nguyễn Hương nha.
Rồi chị bảo Ngân là lấy nha, ngũ sắc. Rồi chị bảo Ngân ngũ sắc ha. Rồi cái tấm lắc này là ni 50, 52, 54 đều vừa. Tiền công là 270.000 đồng ha. Tiền công là 270.000 đồng. Quốc pháp là 2.350.000. 2.350.000 nha mấy chị nha. Trời ơi, cô Trang ghê quá. 2.350.000 nha. Cái tấm lắc này em có hai tấm lắc luôn ha. Còn sợi dây này thì là trọng lượng vàng của nó là cả khoảng 2 chỉ. Quốc pháp của nó là 7.400.000 nha mấy chị nha. Đôi bông của nó là 3 triệu. Đôi bông là 3 triệu là nguyên một bộ đó luôn nha mấy chị ha. Rồi em xuống nha. Dạ chị ơi, cái like buổi sáng á, em bây giờ em cũng còn nhớ mẫu nữa. Có gì chụp hình gửi qua giúp em nha. Lắc 2350. Rồi chốt cho chị 2350 đi. Lắc bán lẻ đúng không ạ? Rồi kệ bán lẻ cho chị đi. Chị chiều dạ, cách lắm. Dạ em thấy chị à. Em chiều cách lắm luôn đó. Rồi 2.350.000 nha. Cái lắc 2.350.000 em chốt luôn ha. Lắc hộp bạc chốt luôn cho Ánh Đào. Rồi 2350. Rồi chốt cho Hồ Sophia luôn ha. Rồi có ba lắc thôi. Rồi Hanasun gì đấy. Rồi hai lắc. Ánh Đào chốt chưa? Ánh đào lắc hộp bạc rồi luôn. Rồi xong hết. Ánh Đào chốt luôn một cái trên này luôn là xong hết. Em hết lắc rồi nha. Bây giờ là em có dây nha. Dây đang. Chị bữa nay chỉ là ghé tiệm em ơi chị ơi. Cái dây em đang đeo này rất là rẻ, tiền công luôn. Mấy chị cứ soi lại kỹ giùm em nha. Rất là rẻ luôn ha. Đó. Tiền công đây nè, rất là đẹp luôn. Tiền công là chỉ có 800.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn, em lời ít lắm. À quên lộn, xí xí không có lời chứ lời ít cái gì, cái miệng là nó nói lèo à. Long ly 2350 em hết rồi chị yêu ơi. Lắc 2350 hết rồi nhả kim út út ơi. Cái này là dài 6 tắc, 5 tắc nha, 7.400.000 nha mấy chị nha. Tiền công có 800.000 đồng thôi, rất là đẹp luôn. Đó, 5 tắc rưỡi là đều đeo vừa luôn ha, em có 2 dây nha. Rất là rẻ luôn, mấy chị chụp lại màn hình giúp em nha. Dạ, dây đang đeo. Đó, đang đeo, dây đang đeo là 7.400.000 nha chị. Chị Quỳnh Ngọc ơi, 7.400.000 chị, tiền công là 800 à. Rồi bây giờ em lên một đôi bông này cho mấy chị nha, rất là đẹp. Út ơi con hết lắc rồi nha Út ơi. Đôi bông bạc đi ha. Lắc hột bạc, à lên lắc hột bạc đi ha. Lắc hột bạc này là 2.600.000 nè. Lắc hột bạc này là 2.600.000, trọng lượng của nó là cỡ khoảng là 5-6 phân đi ha. Đâu rồi, cúc pháp đâu rồi? Dạ đây. Ôi trời ơi. Rồi lấy đây. Dây hột bạc. Cháu chị Quỳnh Ngọc đi. Chị Quỳnh Ngọc dây hột bạc hả? Rồi. Này 4850. Chị Quỳnh Ngọc em chốt với chị dây hột bạc rồi nha. 5800 chị. Đây là 4850 nha. Ni 4850 là đeo vừa nha mấy chị nha. 4850 52 là đều đeo vừa dạ, luôn ha. Chị ơi 200 mấy giờ chị gọi đi chị, nhóm em đang canh máy á chị. Cái này là cú pháp là 2.600.000, tiền công là 545.000 đồng nha. Tiền công là 545.000. Nó mắc hơn cái lắc hồi nãy là tại vì cái này là nó xỏ thêm bi chính giữa nữa luôn ha. 3 triệu hả? Cũng đời bông 3 triệu. Bông dạ, là 3 chị triệu. Ơi, bông 3 triệu để lại số lên hỏi giúp em với chị ơi, mấy gram yêu được hả chị? Rồi, 2.600.000 nha, em có được là 6 đơn. 2.600.000 nha, cái lắc này là 2.600.000. Tiền công 545.000 đồng nha mấy chị nha. Tiền công là 545, cái lắc là 2.600.000 nha mấy chị nha. Chị Lệ Thủy lấy bông 3 triệu nè chị nè. Rồi bông 3 triệu cho chị Lệ Thủy nha. Em chốt chị Lệ Thủy một đôi bông 3 triệu rất là đẹp. Chị Lệ Thủy đôi bông 3 triệu đẹp lắm chị ơi, đeo tuyệt vời lắm, dễ thương. Để em đang đeo nè. Bông 3 triệu này dễ thương. Em có cái mặt luôn. Có mặt dây chuyền luôn 3 triệu à, cái mặt dây chuyền y chang kiểu này để luôn. Để em có lắc cùng bộ đi 54 rồi lắc cái lắc này luôn. Là sao? Chị Quỳnh Ngọc cứ lấy cái dây này chứ ở đi lắc cùng bộ vậy luôn là lấy à, lắc 54 để chị lấy 54 cho chị đâu cái chiều dài. Rồi ni 54 đeo được rồi. Rồi em chốt gì cái lắc này luôn ha, ni 54 luôn nha. Là tiền công nó là 545, quốc pháp nó là 2.600.000. Em ghi giùm lấy cho Út ghi nhã kim 2.600.000 kìa con nhỏ. Rồi 2.600.000 luôn ha. Rồi nhã kim 2.600.000 nha. Em chốt cho nhã kim 2.600.000 nha. Rồi Thùy Dung 2.600.000 luôn, nhã kim 2.600.000 luôn cho chị có thú đi em. Rồi chị Nguyễn Thị Thúy Hằng luôn để số điện thoại cho em chứ. Hương Trần 2.600.000 luôn nha. Rồi em còn 3 đơn nữa là hết luôn. Dạ đi 58 không vừa hả chị? Mấy em tăng đâu nữa. 52, 50, 52, 54 thôi. Lắc 2.600.000. Rồi lắc 2.600.000 cho Lê Thịnh luôn nha. Rồi rồi em hết lắc 2.600.000 luôn nha. Cho Thùy Dung 2.600.000. Cho Lan Phạm 2.600.000 Singapore luôn. Ở Singapore ha, 2.600.000 em hết lắc rồi nha mấy chị nha.
Dạ, sáng mai cháu hàng cho chị nhé. Dạ, cho sáng mai đi em mấy? Nhé chị. Ok chị. Cái này đi 54 nè chứ chị nè. Rồi bây giờ em lên nhận hột trà cho mấy chị chốt ha. Hay sao chị, mấy chị? Lên gì nè, bây giờ em lên cái cuối cùng luôn giờ. Tiệm em đóng cửa mất tiêu hết trơn rồi. Dạ lên gì mấy chị? Chị ánh nào rồi lắc 2.6, ok chị. Dạ okay, được, không sao hết đó chị. Đi 58 đều không có vừa, đi 52 thôi. Rồi chị ánh đào nè, 2.6 nè. Đổi cho chị ha. Ừ. Rồi đổi cho chị đi em, không sao cả. Rồi bây giờ là cái nhẫn hột à. Bây giờ nhẫn là nhẫn chữ lộc nha. Em lên nhẫn chữ lộc cho mấy chị nha. Em có được mấy đơn nhẫn chữ lộc nè. Nhẫn chữ lộc chứ không phải là nhẫn tài lộc ha. Nhẫn này là nhẫn chữ lộc lớn nha. Đai kim tiền đi số 10 đến đi 13 là vừa nha. À, cỡ khoảng là 3 phân nha mấy chị, 4 phân trở lại ha. Cái này là nhẫn chữ lộc nha, chữ lộc lớn luôn nha. Đó. À, tiền công là chỉ có 190.000 đồng thôi. Cú pháp của nó là 1.4 triệu nha mấy chị. Cú pháp là 1.4 triệu ha. Tiền công là chỉ có là 190.000 đồng thôi. Đai kim tiền đã mang. Tết năm nay mấy anh mấy chị đeo cái này là mang đến là vinh hoa phú quý nha. Phát tài phát lộc luôn ha. Đai kim tiền này, tiền vô như nước sông Đà luôn á. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin ha. Đây chữ lộc nha, lộc vô nha, tấn tài tấn lộc lại cho em nha. Rồi cú pháp của nó là 1.4 triệu ha. Ni tay từ là số là số 10 đến số 13 ha, ni tay số 10 đến số 13 giùm em nha, 1.4 triệu nha. 1.4 triệu ha mấy chị nha. 1.4 triệu. Rồi hãy nhanh tay chốt giùm em nha, khuya rồi. Đêm đã khuya rồi. 1.4 triệu chốt cho rồi. Anh Hoàng. 1.4 triệu chốt cho là anh Hoàng là 1.4 triệu nha, mấy chị nhanh tay giùm em nha. 1.4 triệu chốt cho Giao Vinh. 1.4 triệu chốt cho Giao Vinh nè. Trần Bé My rồi. Phan Hằng là 1.4 triệu. Rồi mấy chị hãy nhanh tay giùm em nha. Sợi dây có bông tay cùng bộ, có dây kiểu khác không chị? Bông tay là cùng bộ là bông này là chị nè. Bông tay này là cùng bộ. Em tập trung vô, em dòm vô đó em để người ta có thấy không. Rồi chị Nguyễn Ngọc là 1.4 triệu nha. Rồi mấy chị hãy nhanh tay giùm em còn vài đơn nữa là dạ, hết nha. Những con trâu là 3.4 triệu cộng số thợ giúp em mấy chị nha. Thúy Bùi là 320 à. Thúy Bùi chị phải để là tiền, số tiền là 1.4 triệu và số điện thoại nha. Lương Nguyễn nha là 1.4 triệu ha. Nguyễn Thế Hằng. Thúy Bùi là 1.4 triệu nè. Rồi là Nguyễn Thúy Hằng là 1.4 triệu ha. Lê Thịnh là 1.4 triệu nha. Rồi Nguyễn Thị Xuân Thu là 1.4 triệu ha. Thùy Phương là 1.4 triệu nha. Vàng của em là vàng công ty 610 nha. Nhung Lê Lê nha là 1.4 triệu ha. Em rất là Thảo Loan là 1.4 triệu nha mấy chị nha. Nguyễn Nguyên là 1.4 triệu ha. 1.4 triệu và Yến Kim. Yến Kim là 1.4 triệu luôn. Em còn 5 đơn nữa hết mấy chị. Từ từ đừng có chốt đơn nữa mấy chị ngân nha. Thanh Thúy Nguyễn là 1.4 triệu mấy chị ơi, em hết đơn rồi. Kiều My là 1.4 triệu nha. Vương Hằng là 1.4 triệu nha. Rồi lắc sắc chuẩn bị em sẽ lên cho. Con trâu. Rồi Yến Lê là 1.4 triệu nha. Rồi chị là Châu Thiện là 1.4 triệu nha. Minh Tinh Võ nha, Minh Tinh Võ là 1.4 triệu. Hồng Ngọc 1.4 triệu, Phúc An là 1.4 triệu. Rồi mấy chị ơi ngân chốt giùm em hết đơn nha. Trần Thúy Nga là 1.4 triệu nha. Thanh Thúy Nguyễn là 1.4 triệu. Thùy Phương là 1.4 triệu. Rồi em hết luôn. Lệ Thủy là người cuối cùng chốt hết chị đơn à, luôn. Havana Sun một cái nhãn con trâu. Rồi Havana Sun là một nhãn con trâu. Rồi em chốt nhãn con trâu 3.4 triệu là nhãn con trâu đó xuống đi em hết rồi. Nhẫn con trâu là Havana Sun là 3.4 triệu nhẫn con trâu nha. Rồi bây giờ em lên nhẫn con trâu cho mấy chị nha. Nhẫn con trâu cú pháp là 3.4 triệu, tiền công là 320 nha mấy anh mấy chị. Ni tay từ số 10 đến ni số 16 luôn ha. Ni tay số 10 đến ni số 16 nhẫn con trâu ha. Nhẫn con trâu là 3.4 triệu nha. Còn nhẫn tài lộc không? Nhẫn tài lộc hết rồi. Rồi chốt cho xì bo là nhẫn tài lộc nha. Nhẫn lộc nha. Sophia Trần nhẫn chữ lộc luôn ha. Bi Quy La một cái dây đang đeo của chị Thảo. Rồi Bi Quy La một cái dây đang đeo của chị Thảo đủ rồi, không cần đếm, chị bỏ đủ rồi. Lấy cái dây chị Thảo đang đeo. Kim Loan chốt cho. Em chốt cho Ba La Lan gì đây nha. Là cái dây nha. Dương Kim Hồng 1.4 triệu chốt cho chị Dương Kim Hồng nha. Từ từ mới dơ ngân chốt cho em mấy chị ơi. 1.4 triệu em hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị nào hồi nãy em đọc tên thì là mấy chị đó còn. Mấy chị nào không đọc tên là hết rồi. Cái dây này là em chốt cho chị là Lan Lan V L nha. Nhẫn màu trà sao đây nè. À, chốt Mỹ Linh nè. Chốt cho Mỹ Linh nhẫn màu trà, nhà nãy mới thấy nằm dưới đây nhẫn màu trà. Đây cục cưng thấy dưới đất nè. Nhẫn màu trà nha, em chốt nhẫn màu trà nha. Nhẫn con trâu chốt chị Nguyễn Thị Xuân Thu nha. Nhẫn con trâu Nguyễn Thị Xuân Thu, nhẫn con trâu là chốt bỏ đây đi. Bỏ đây đi. Đây đúng rồi. Nhẫn trâu bỏ tô lớn đi. Rồi nhẫn con trâu nha. Chị Nguyễn Dung nha.
Chị My, con trâu là 3 triệu 4 nha. Con trâu là 3 triệu 4 nha mấy chị nha. Chị rồi, Nguyễn Dung ơi, ha. 1 triệu 4 chốt chị Linh Miêu nha. Rồi hết đơn mấy chị ơi. Là 1 triệu 4 đâu rồi, em bỏ ra tầm 7. Không, 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 không. Những con trâu ni 12. Ni 12, 3 triệu 4 rồi, 3 triệu 4. Phương Nguyên. Phương Nguyên là 3 triệu 4 luôn nha. Xã. Rồi, bây giờ là nhẫn con trâu. Xã nhầm hả, 1 triệu 4 rồi. Xã nhẫn 1 triệu 4 rồi, rồi Thủy Thúy Bùi, xã nhẫn 1 triệu 4 em xả ra cho. Bán cùng cuối ngày em đeo được em hết luôn. Rồi. Em hết đồ để đeo luôn mấy chị ơi. Rồi bây giờ lại lên gì nữa, nhẫn con trâu 3 triệu 4. Nhẫn con trâu là 3 triệu 4. Đó dạ, mấy chị. Dạ khoảng 9 phân em anh mấy chị ơi. Là một chỉ trở lại đó, tiền công là 320 ngàn đồng nha mấy chị nha. Bông nữa đi hả? Lên bông nữa hả? Rồi em lên bông luôn, này tặng chiếc luôn nè. Nhẫn con trâu ni 17. Rồi nhẫn con trâu ni 17 rồi, chốt luôn. Chị ở nước ngoài luôn nha. Chị ở nước ngoài ơi, em chốt nhẫn con trâu 3 triệu 7 cho chị Dung luôn nha. Nhẫn con trâu ni 16. Rồi Dung Quỳnh luôn, nhẫn con trâu 3 triệu 6 luôn. Rồi em còn vài nhẫn con trâu nữa là. Rồi 3 triệu 4. Vậy rồi em cảm ơn chị Hương Trang rất là nhiều luôn á. Cảm ơn bông chị Hương chị. Trang. Chị Lan Phạm ơi, bông là 3 triệu chị Lan Phạm. Chị Dung Phạm Quỳnh ơi. Nhẫn con trâu ni 16 rồi. Đúng chốt rồi. Luôn rồi cho chị rồi. Chị Lan Phạm ơi, chị chốt luôn nó giống y chang cái đâu cái mặt kia chị mình hồi nãy mình chốt á chị. 3 triệu cộng sáu thử giúp em với chị Lan đây Phạm nè, ơi. Đẹp lắm. Đây nè chị. Đó. Em thiết kế luôn một bộ cho chị, mấy chị đeo luôn mà do mấy chị mua lẻ thôi. Do cái tính của em là em cũng muốn là xé lẻ bán cho mấy anh mấy chị, nói chung em chiều khách đó. Cái này là đi 58 nè, đi 48, 50, 52 dòng con trâu luôn ha. Tiền công là chỉ có là 730 ngàn đồng thôi. Tiền công là 730, cú pháp của nó là 11 triệu 800. 11 triệu 800 nha mấy chị nha. 11 triệu 800 nha. Đó, tiền công là ngoài thị trường là 1 triệu 4. Mà hôm nay em sale là chỉ có là 730 ngàn đồng thôi. Mấy chị mua nhẫn là mua luôn cái dòng. Nhưng mà hôm nay em chỉ sale rất tiếc là em sale chỉ có 3 cái dòng thôi. Cho nên không đủ đáp ứng cho mấy anh mấy chị nha. Hãy thông cảm và rộng lòng giúp em nha. 48, 50, 52 nha. Đi, cú pháp của nó là 11 triệu 800. Trọng lượng vàng là tầm có khoảng 3 chỉ rưỡi nha mấy chị nha. Trọng lượng vàng là 3 chỉ rưỡi nha. 11 triệu 800. Rồi. Chị Lan Đi Nguyễn ở Mỹ nha. La Đi Nguyễn là em chốt là 11 triệu 800 là cái dòng con trâu, em chỉ có 3 cái dòng thôi. Nhẫn thì là 100 cái nhẫn mà dòng thì được có 3 cái từ nó mới ra. À, công ty nó mới ra dạ, được có 3 cái dòng. Dạ, ơi, nhẫn con trâu này 15 để lại số điện thoại chốt đơn cho chị nha. Lát xuất là 22 triệu 600. 22 triệu 600 mà. Dạ, có ni 13 nha, đặng nhiều ơi. Từ ni 10, ồ, từ ni số 10. 58 lần. 58 không có vừa. 58 là không vừa chị. Không ra đi được 58 nha chị. Không ra đi được luôn, mỏng lắm. Chị La Đi Nguyễn ơi, cái đơn đó em xin được hủy cái chị nha, vì không có ra đi được 58 á chị ơi. Thông cảm giúp em nha, đừng buồn nha chị nha. Dạ, vòng con trâu dì Nguyễn Dung ơi, 11 triệu 800 á chị nha. Tiền công em rẻ một nửa lần, tiền công á trên livestream này là chỉ có 730 thôi. Nhưng mà ngoài thị trường là bán 1 triệu 4 lần. 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi mà không có hàng luôn. Dạ, Biên Tôm ơi, có nhẫn con mèo nhưng mà ở tiệm á chị nha. Dạ không có nhẫn hồ ly ở tiền luôn nha Ngọc Duyên ơi. Dạ Hồng Tiền mua nhẫn cái gì vậy em? Dạ nhẫn con trâu. Ok chốt chị Lan Đi Nguyễn nhẫn chị con trâu đi. Chị Hương Đại Gia ơi, chị phải để số điện thoại giúp em chốt ni 54 cho chị luôn. Na Đi Nguyễn nhẫn con trâu nè, chốt nhẫn con trâu chị Lan Đi Nguyễn. Rồi Na Đi Nguyễn em chốt nhẫn con trâu dạ, nha. Dạ đi vàng thật đó chị. Na Đi 50 chốt chị Thu Nguyễn Thị. Rồi Thu Nguyễn Thị ni 50 nha. Vòng con trâu à. Em chốt vòng con trâu cho Thu Nguyễn Thị như vòng con chị trâu nha. Chị Hương Đại Gia ơi, phải 11 triệu 800 ra đi chị bé. Em còn đi 48 mà ni 52 thôi, ni 50 em hết có rồi nha mấy chị là... nha. 48 à. Và ni 50 vòng con trâu. Chị Hương Đại Gia ơi, để lại số điện thoại của chị 48 nha. 48 và 52. Số điện thoại kèm cái chốt đơn giúp em, nhẫn con trâu chốt cho chị Lê Cẩm luôn nha chị nha. Chị Lê Cẩm một nhẫn con trâu nha. Con trâu nằm trên thổi tiền đẹp lắm mấy chị ơi, nhìn nó dễ cưng. Hello lắm. Anh yêu. Cưng lắm đó, cưng lắm đó, cái 3 triệu dạ, tư thôi mà rất Visa là đẹp. Dạ chị Bảo luôn. Trang ơi, chị alo em đây nè chị nè. Dạ hỏi vài lời trả lời chị. Chị hỏi gì hỏi là giúp em là nhẫn con chuột là ở tiệm em có chị. Dạ, vòng là 11 triệu 800, vòng là 11 triệu 800, nhẫn là 3 triệu tư. Cái vòng tiền công của nó là 730 ngàn đồng. Còn cái nhẫn tiền công là 320. Đó, nhẫn là từ ni số 8 luôn. Anh đi số 10 đến đi số 16, 17 luôn là đều có, đi số 18 đều dạ, có chị luôn. Dạ chị Tây ơi, vàng thật á chị, vàng thật 610 là vàng 18k á chị. Linh bông ngọc trai thêm đi chị ơi. Baby rồi em la. Lên bông ngọc trai nha. Dạ em chưa biết đó Ngọc Duyên ơi. Lên bông ngọc trai thêm cho mấy chị nha.
mà một trai đích đẩy toàn tiền nè mấy chị nè, xu hướng là như thế nào? Em còn gì là em đẩy hết cho mấy chị luôn chứ. Mình đó em trả lại cho công ty làm gì đâu. Em cũng muốn cho mấy chị đeo hết. Vòng em... con trâu chó của chị Hưng đại gia đi 54. Ok. Đi 54 hả? Đi 54 hết rồi, còn đi 52. Chị cho tiền công thợ thêm 100-200 ngàn nữa thợ làm đi cho chị được không? Cháu chị Nguyễn Hường nha, nhẫn con trâu đi 13 luôn. Nhẫn con trâu đi 13 để nhẫn lên đây giùm chị. Chị Nguyễn Hường nhẫn con trâu đi 13 nha. Cái này dòng này em còn đi 52 và năm là 48 nha. Cháu đi 52 rồi. Rồi chị Loan Nguyễn đi 52 nha. Em chốt cho chị Loan Nguyễn đi 52. Còn 54 em hết rồi nha. Có dòng đâu em? Nhẫn dòng đây, dòng đây. Tư không chị? Có nhẫn tư là nhẫn gì chị ơi? Chị Mỹ Linh ơi. Cái này là còn đi 48 nha. Dòng con trâu đi 48. 52 còn không chị? Hết rồi. Còn 48 rồi. Dạ em hết đi rồi mấy chị ơi. Em còn đi 48 thôi à. Đây bông hột bẹt toàn ten. Em có được 5 đơn. Đặt vòng con trâu đi 58 cho em được không? Chị Lan Đi Nguyễn. 58 mỏng lắm không được. Để chuyến sau em coi có là tuần sau em lên cho nha. Tuần sau em lên cho mấy chị nha. Chị nghĩ lấy vòng con trâu đi. Dạ vòng con trâu. Còn đi 48 rồi, hết rồi. Cái này tiền công là 250 nha mấy chị nha. Tiền công là 250 nha mấy chị nha. Đó cú pháp của nó là 2.100.000 nha. Tiền công là 250. Cú pháp của nó là 2.100.000. Ở ngoài thị trường mấy chị mà mua cái cặp hộp này nè là không cũng đã 200.000 là hai viên này rồi. Sau đó là khắc chữ chờ neo lộng lên trên này luôn. Ông thầy Kim Hoàng ông khắc cái chữ chờ neo lộng lên trên cái đầu này luôn. Rất là đẹp mà dây chị, này chị ơi, luôn. Em lên cái này xong em lên bông chờ neo cho mày cho chị à. Bông chờ neo gì với em? Bông chờ neo có nào lên đó sát tay chỉ gì cũng được vậy. Rồi, có sát tay. Rồi lên đây chờ bông rồi bông chờ neo hột bẹt đi có. Dạ à, em có nhẫn nam con trâu à, em có nhẫn nam con trâu. Rồi lên nhẫn nam con trâu luôn, em đeo lên hẳn luôn. Ủa, đi, em báo sẵn luôn nha. Đi. 2.100.000 nha mấy anh chị nha, 2.100.000 tiền công 250 rồi em xuống nha. Rồi, Trường Vi. Trường Vi chốt là 2.100.000 nha. Nhãn Tường Vi nha. Nhãn con trâu này trọng lượng của nó là hơn 4 chỉ nha. Tiền công là 820.000 thôi, 15 triệu. 15 triệu cộng số nợ giúp em nha mấy anh mấy chị ơi. Nhãn này nhãn nam nha. 24, 23, 24. 21, 2.1 Tường Vi. 26. Chốt rồi phải không? Ni 26 và ni 24. Ni 26 là đeo vừa nha. Em ghi ni giùm chị ni 26 nè. Rồi cái này là ni 24 nè. Không có bao ni cho nên là phải đo. Rồi, rồi bé nè. Cái này là nhẫn con trâu nha. Ni là 26. Nhẫn con trâu nó nằm trên một cái thỏi vàng luôn. Em có hai nhẫn nha. Ni là 26 và 24 nha. Cuốc pháp của nó là 15 triệu. Trọng lượng vàng là 4 chỉ 1, 4 chỉ 2 nha. Tiền công là chỉ có 850 thôi, rất là đẹp luôn. Tiền công là 820.000 đồng. Tiền công là 820.000 đồng. Đó, cước pháp là 15 triệu nha mấy anh mấy chị nha. Chốt chị Phụng Loan Phụng Lưu nha. Rồi 2.1 chốt cho chị Phụng Loan Phụng Lưu. Chốt 2.1 cho chị Hình Ý nha. Chốt chị Loan Ly bông 2.1 nha. Rồi chị Ngọc gì đó chị hỏi nè, trả lời chị đi em. Giao hàng sau đó em. Đó chị Lê Ngọc Lan trả lời cho chị đi. Chị Lê Ngọc Lan ơi, thì trước khi giao hàng nhân viên em có gọi điện cho mình đó chị. Dạ mấy chị cái đó canh điện thoại số lạ, mấy chị gọi điện thoại nhận điện thoại giúp em nha, rồi mình nhận hàng nha mấy chị nha. Có vòng 24K nén tầm 1 chỉ không? Dạ vòng 24K 1 chỉ rồi, có. Rồi Loan Nguyễn nhẫn con trâu 3.4 triệu chốt cho chị Loan Nguyễn đi 13 một nhẫn con trâu nè. Chị Liên Nguyễn 2.1 triệu chốt chị bông tai nha chị nha. Dạ nhẫn con trâu em đang đưa lên là nhẫn nam nha mấy anh mấy chị nha. Rồi cái dòng ban em đang đeo là ni 58 nha, cú pháp của nó là 30 triệu nha. Tiền công là 1.750.000 nha, dòng ban em đang đeo nha. Cháu có gì bách hợp nha, một cái bông tai 2.1 triệu à. Đây là 15 triệu nhẫn con trâu nam nha, dạ, 15 anh đi triệu nha. Anh ở nước ngoài ơi, cái này ni 17 thì em chỉnh đi được cho anh nha. Em chỉnh đi này được à. Anh chốt đôi này có gì anh em chỉnh đi cho anh cho. Em rồi anh phụ tiền phí ship cho anh. 14 lượng. Ni 17 xuống không được. 17 nhỏ lắm đó. Chắc ni 17 là bên nước ngoài vậy chứ bị ni nam mà ni 17 là nhỏ xíu à. Nhẫn con trâu ni 17 nhỏ lắm đó. Đây là ni 24 và ni 26 nha. Trọng lượng của nó là tờ cỡ khoảng là 4 chỉ 2. Tiền công là 820.000 đồng, cú pháp là 15 triệu nha mấy anh mấy chị nha. Cú pháp là 15 triệu ha. Rồi. Em lên hai nhẫn con trâu chúa luôn. Con trâu chúa này là trọng lượng của nó là tầm cỡ khoảng 4 chỉ nha mấy chị nha. Chị Xuân Thu ơi, có ni 17 em. Chị là có ni nữ nha. Nhẫn con trâu nữ là có ni 17 à. Tiền công là 970.
Đây nhẫn con trâu này rất là đẹp luôn. 14.300.000, nhẫn con trâu là 14.300.000, 970.000 đồng tiền công nha, em sale nha. Ở trong này là giác luôn, là chị kim tiền luôn nha mấy chị nha. Đó, giác lưới kim tiền luôn, đem tới sự là thịnh vượng, giàu sang, phú quý nha. Đây năm con trâu, mà con trâu chúa luôn này dạ, nha. Dạ Nguyệt Võ ơi, có lớp nam 2 lượng rồi, nhưng mà hôm nay không có lên cho chị nha. Bây giờ em sẽ lên nhẫn nam nha. Cái này là nhẫn long quy nè. Đây, rất là may mắn phong thủy luôn nha. Tiền công là 1.100.000, em sale cho mấy anh chị luôn. Tiền công 1.100.000 nha. Cú pháp là 24.700.000. 24.700 nha mấy anh chị nha. Dạ không có sao, chị ngăn lên nơi, cảm ơn chị ạ. Bông chị đây ngọc trai. Bông chị đây ngọc trai, chị Bê Quy Lan ơi, là bông 2.100.000 đúng không chị? Hay là bông này chị? Không, 2.100.000 của bông đây nè. Không, chờ đeo ngọc trai mà em, chờ đeo ngọc trai là bông chị đeo ngọc trai là bông này 3.000.000 á. 3.000.000, chờ đeo ngọc trai còn không em? Không, chờ đeo ngọc trai còn không, mày không bán cho chị đi. Rồi, bây giờ em lên cái bông này nha. Đó, bông này là đôi cánh thiên thần nha mấy chị nha. Đây là em có 5 đơn nha, tiền công là tiền công và hột là 350.000 nha. Đây là đích đẩy luôn nha mấy chị nha. Bông này là bông đích đẩy luôn ha. Đây bông đích đẩy luôn. Trọng lượng vàng là tầm cỡ khoảng là 6 phân nha mấy chị nha. Đó rất là đẹp luôn ha. Trọng lượng vàng là tầm cỡ 6 phân bông đích đẩy nha. À, cú pháp của nó là 2.400.000, ngoài thị trường là cả khoảng là 650.700.000, nhưng mà em tính có 2.400.000 thôi. À, đôi bông đôi cánh thiên thần nha, trọng lượng vàng tầm có khoảng 6 phân, 2.400.000. Cú pháp đó là 2.400.000 nha mấy chị nha. Cú pháp là 2.400.000 ha, đôi cánh thiên thần nha. Đó rất là đẹp luôn nha. Dạ không có nhãn con chó hả chị nha. Chiếc lắc tay bo như vậy chị, lắc và dạ, lắc tay là 22.600.000 à, còn dòng trăm là 30.000.000 nha. Lên nhã học trà lại đi chị. Dạ em sẽ lên bông tay cho chị Hiền Hiền nha. Bông tay Chanel đi. Chị bông tay Chanel của chị nha. Chị lên bông rồi nè. Chanel đây. Rồi để chị lên cho xong rồi lên. Bây giờ này, em lên Chanel vào một bông Chanel này và một set nhẫn trà nữa là em xuống like nha mấy chị nha. Em đuối quá rồi. Đây bông bông Chanel hột ngọc trai, hột bẹt. Mã số là 3.250.000. Đây. Tiền công và hột luôn là 420.000 đồng, ngoài thị trường là 750.000. Nhưng mà hôm nay em sale lại chỉ có 420.000 đồng thôi. Cú pháp của nó là 3.250.000. Dạ chị Anh. 3.250.000. Ở Mỹ thì nếu mà chị muốn mua bên em á thì mình là chuyển khoản trực tiếp về cho tiệm em là bằng tiền tài khoản Việt Nam. Còn nếu mà chị không có tài khoản Việt Nam thì là chị chuyển tiền đô về cho tiệm em á chị nha. Em có tiền không làm em có tiền không làm nail không tại sao à, cái móng tay nó tróc quá, ý là móng tay em tróc tại vì em mê làm quá mấy chị, em không có trau chuốt cho bản thân. À, với em lười lắm cho nên là cái móng tay em nó ra dài rồi mà em chưa có làm, chứ không phải là em không có tiền làm đâu. Em lười đó mấy chị, mọc mạc nó vậy đó mấy chị, không có xe xua. Tại vì lên đài lên truyền hình vậy nè, lên ngồi bán hàng em cũng xe xua uống miếng, chứ thật sự ra ngoài bình thường lắm. Ở ngoài em rất là bình thường và giản dị, mộc mạc lắm chị. Cho nên cái móng tay của em chưa có được sơn. Nói chung là cũng hơi mất lịch sự một chút, nhưng mà mấy chị thông cảm giùm em nha. Rồi 3.250.000. 3.250.000. Chớ có chị Bích Hằng bé con nhỏ ơi. Rồi 3.250.000 là đoàn Tiết Anh ơi, để lại số điện thoại mới được chốt đơn anh nha chị nha. Nhẫn xay đẹp lắm mấy chị. Dạ 6.350.000 là nhẫn xay à. Đã dễ thương chị lắm, buồn buồn. Chị Thái Thẩm Thu Đỗ ơi, hỏi gì hả chị yêu ơi. Dây sẵn dễ thương. Đó, xoay dễ thương. Rồi bây giờ là em sẽ lên nhẫn nha. Em lên một set nhẫn nữa là em sẽ xuống like nha mấy anh mấy chị nha. Giờ nhẫn con trâu đi 24, chỉnh đi 22 được nha anh ơi. Năm chiếc mấy hả? Đây bây giờ em lên cái nhẫn này rất là đẹp, chỉ có là 2.700.000 thôi, nhưng mà em có được 5 đơn nha. 2.700.000 dạ, em có được 5 đơn. Bông cánh thiên thần là 2.400.000 á mấy chị. Bông cánh thiên thần là 2.400.000 nha. Đây em có cái nhẫn này hột màu trà, em lên nhẫn màu trà cho mấy chị nha. Có 5 đơn ha. Lắc là 22.600.000 à, còn dòng là 30.000.000 à. Em có 5 đơn nha, nhẫn màu trà. Ủa sao chen lẫn nhẫn màu trắng này. Rồi 4 đơn nha mấy chị nha. Nhẫn xoay trà là 6.350.000 nha mấy chị. Đây cú pháp là 2.700.000 nha mấy chị nha.
Còn nhà pháp là 2,7 triệu, tiền công và hột là 300.000 đồng. Cái rế nó rất là cao sang quyền quý, rất là tao nhã mà dễ thương lắm. Hai bên đai đây là làm tấm luôn đó, rất là đẹp luôn. 2,7 triệu, tiền công là 300.000 đồng, trọng lượng vàng của nó là tầm có khoảng 7 phân ha, 7 phân. Ở cốt pháp là 2,7 triệu, em có được 4 đơn nha, ni tay là 12, 13, 14 nha. Dạ em chốt cho băng Phạm nha, một cái đông tay 3,250 triệu ạ. Cảm ơn chị ạ. 2,7 triệu nha quý chị nha, 2,7 triệu nha, trọng lượng vàng là tầm có khoảng là 7 phân ha. Cú pháp của nó là 2,7 triệu, tiền công nó là 300.000 đồng nha. Lấy cái dây ba chỉ, dây sắn đi ba chỉ đi. Tiền công là 300.000 đồng, cú pháp là 2,7 triệu nha. Willy. Chốt gì Willy đi. Em chốt cho chị Willy một cái nhẫn nha, cho một chị Willy nha. Cái gì ấy? Nó lấy nè, một cái mặt quét eo eo vì nữa. Rồi hãy nhanh tay giùm em. 6,350 là màu trà chị, cái nhẫn chị đang đeo. Rồi màu trà 6,350 em hết đơn luôn. Dạ chị Trúc Hà ơi, và hết tiệm thì chị qua tiệm em mới được kiểm tra vàng hả chị nha. Nếu như mà kiểm tra vàng ok thì tiệm sẽ cho chị đổi ngang một tiền công. Còn nếu như không thì tiệm nó tạo điều kiện thâu giá mua vào hả chị nha. Rồi em đã chốt đi. Chốt chị 27 hộp sòn trắng nhé. Một tròn trắng dài. Rồi chị đi lấy áo dài một sòn trắng nha. Chị Phúc An 2,7 triệu. Rồi chị Phúc An 2,7 triệu là trà luôn ha. Rồi còn 2 đơn nữa là hết nha. 2,7 triệu nha mấy chị nha. 2,7 triệu luôn ha. Thư Phan 2,7 triệu niêm 12. Rồi Thư Phan 2,7 triệu, Phúc An 2,7 triệu. Rồi em hết đơn luôn ha. Rồi những chị nào em đọc tên là những chị đó em có chốt đơn. Những chị nào em không đọc là hết đơn nha. Hết rồi em. Rồi em lên cái set này là 2,2 triệu nha. Em lên cái set này là 2,2 triệu, rất là đẹp luôn. 3,4 triệu, ni 22. Hồi nãy 24 á chị, 24 là 22 á, anh chỉnh đi 22 á. Rồi. Nhấn nam á. 2,2 triệu nha. Trà xoay Tí ơi, trà xoay còn không em? Tí ơi. Tí ơi. Nhấn trà xoay còn không? Trà xoay còn. Còn lấy một chiếc cho Hồng Ngọc đi. Sao tại sao bây giờ? Trong này có gì bán cái đó chứ em? Có mà. Cái này là bán cho chị là Hồng Ngọc nha. Chị Hồng Ngọc ha. Rồi. Bỏ chung vô một bộ của nó luôn. Lấy em có nhẫn con trâu nè, nam đi ơi. Nhẫn con trâu nam hả? Dạ chị nào mà lấy một nhẫn làm lấy lại số điện thoại giúp em nha. Con trâu nam là cho là Jenny Trần ha. Nhẫn con trâu nam cho Jenny Trần để trên đây đi chị đi. Con trâu nam là con trâu bao nhiêu tiền? Có 2 con trâu lượng đó. Hồi nãy là có ni mà 24 á chị đâu, ni 24 rồi, ni 24. Em chốt cho anh là một cái nhẫn con trâu ha, ni 24 nha. Rồi. Rồi bây giờ em lên cái set này nha. Tiền công của nó là 250. Cú pháp của nó là 2,2 triệu nha mấy chị nha. Nhẫn này là làm theo cái cách của nhẫn hột sòn đó chị. 2 4 6 8 cái chấu lận. Cái rế của nó là 8 chấu, thường người ta làm 4 chấu mà. Cái này làm công nghệ cao mà tiền công rất là rẻ, có 250 thôi. Cái hộp trà này là em tặng không luôn, không lấy tiền hộp luôn ha. Mà tiền hộp này là mua là cả khoảng 250 rồi. Tiền công em tính có 250 thôi, rất là rẻ luôn. Cú pháp của nó là 2,2 triệu nha. Trọng lượng vàng là tầm có khoảng 6 phân, em có được 5 đơn ha. Chốt hộp đen chị đeo. Rồi nhẫn hộp đen xoay. Hộp đen chị Thảo đeo á, là mình để lại đúng quá giúp em nha. Là 6,350 triệu, trà xoay một chiếc em Thiết Thanh. Thiết Thanh trà xoay còn chị ơi. Rồi Thủy Thanh nha, Thủy Thanh là trà xoay nha. Trà xoay một chiếc nha. Rồi, hột đen chị đeo. Hột đen luôn rồi. Hột đen luôn ha. Rồi là Phương Trương Phương ha, Trương Phương 2 triệu là 2,2 là mai em ra tiệm lấy size lớn nhất. 2,2 là nhãn hột màu trà nãy chị lên. Rồi hột bầu trà là Diệu Thu 2,2 triệu nha. Cho Phương Phương Kim nha, 2,2 là 2,2 nha. Rồi, này ra tiệm ngay chứ, ra tiệm giùm có, chị. Có ghi luôn rồi, khắc ghi luôn rồi chị. Khắc ghi rồi hả? Rồi. Rồi còn một nhẫn hột màu trà nữa là hết luôn. Chốt luôn. Rồi Thúy Diễm nha, rồi một nhẫn ha. Hai Lê Thịnh là một nhẫn đó là em hết luôn ha. Rồi em còn là đây, làm luôn đi cho mấy chị luôn cho đỡ khác đi. Em định cắt dành em bán tiệm. Dạ, mà dạ, đây số 9 là phải chỉnh đi lại nha chị. Ngọc Trâm ơi, định cắt dành bán ở ngoài tiệm mà thôi mấy chị chốt. 2,2 triệu là ni mấy á chị? Em hết rồi luôn rồi chị ni, ơi. Em hết ni luôn rồi. Nhẫn trà là 6,350 triệu nha mấy anh mấy chị nha. Đây xoay rất là đẹp 2 luôn ha. 2,2 triệu em hết rồi mấy anh mấy chị rồi, ơi. Rồi em lên cái khác cho. Em lên nhẫn khác cho. Rồi em lên nhẫn là 2 triệu. Để coi. Dạ chị Nguyễn Thí 1,8 triệu đi. Do nãy mà trục trặc á chị, nên là like hơi trễ chút xíu á chị nha. Em lên 1,8 triệu đi nha.
lên nhãn 1,8 triệu đi, ni số 10 nha. Ni số 10, số 12. Dạ đúng rồi chị Giang Nguyễn ơi, chị khoảng đủ em giao hàng tận nơi à. Ni số 10, số 12 nha, 1,8 triệu nha. 2,2 triệu em hết rồi. 1,8 triệu tiền công là 240 nha mấy chị nha. À, trọng lượng vàng nó là cả khoảng là 4,5 phân ha. Chị Biến Yến ơi, đủ màu của nó là 6,350 đó chị, không phải là 2,2 triệu nha. Chốt bông ngọc trai chị đeo. Dạ hồi nãy em chốt chị Bê Quy Lan rồi á, chị Bê Quy Lan ơi. 1,8 triệu nhân đi số 10 đến số 12. Từ số 10 đến số 12 là 1,8 triệu, em có 4 đơn nó nha. Nó có thói vàng ở, ở bên luôn, cân ghê luôn. Cái này đúng không? Phải thói vàng cái chấm bi chấm thôi. Phá khăn 1,8 triệu. Rồi. À, phát hân là 1,8 triệu từ nay số 10 đến số 12 thôi nha. Phát hân là một đơn nha. Nhẫn xay vui lòng để lại cũng phát giúp em nha. Nhẫn xay cái màu cộng số nội luôn nha mấy anh mấy chị nha. Rồi bây giờ em lên cái này là 3,5 triệu, nhẫn này 3,5 triệu đẹp lắm. 1,8 triệu ni 14,15 không chị? Dạ có ạ. À. Không có, ni 14,15 không được, gõ ra. Đây là gì đo ni bao nhiêu? Wow, quá. Khách hỏi vậy cái là từ đầu mình bóc cái đi nên mình đo liền. Mai Tiến Văn, ni 14. Ni 18. Ni 14 được. Ni 14 được. Phải chốt cho Hôn Nguyên Trần nè. Dạ chốt cho Hôn Nguyên Trần nha. Ni 14 ha. Hôn Nguyên Trần nha. Rồi. 6,350 là màu 18 trà. Màu trà rồi. Màu trà ni 18 màu trà cho chị nha. Nhẫn xoay hột đen của Hồng Nhiên nè. Thố đâu rồi em? Thố nhẫn hột xoay chị đây, chưa đây, có đây, chốt đây. Xong mà. Rồi, nhẫn xoay hột đen ha. Hồng Nhiên nhẫn xoay hột đen. Hồng Nhiên hột xoay một đen nha. Rồi em hết luôn nha. Rồi, chốt 1,8 triệu cho ba khách nữa nè. Là một, Mỹ còn hai khách thôi, người này ra trước đọc giùm. Đây. Dạ, ra chị trước. Nhi Nguyễn là một nhẫn nha. Nhi chị Nguyễn, Nhi Nguyễn và Long Ly luôn nha. Là hai người là hết đơn luôn ha. Rồi. Hết rồi anh chị ơi, đừng chốt đó nha. Rồi em lên cái set là cái nhẫn là 2,4 triệu mà đẹp lắm. 2,4 triệu nha. Em lên cái nhẫn 2,4 triệu được 5 đơn, trời em muốn nghỉ mà nghỉ cũng không được luôn. Em thấy mấy anh mấy chị thật tình với em quá rồi, em cũng thật tình luôn rồi, sáng mai chết luôn nay trên đống vàng luôn. Rồi cái nhẫn này em có được 5 nhẫn luôn ha. 2,4 triệu tiền công rẻ quá mà, em chỉ lấy tiền công. Em lấy tiền hộp 2,7 triệu nha, 270.000 đồng tiền công. À, ni tay là từ là số 10. Số 10 đến số 12 nha. Em đo ni tay hẳn thôi rồi em mới giới thiệu được. Không có 150 đi. Tính nó kỹ đó vậy đó. 17. Số 17. Số 16. Dạ chị nào lấy nhẫn xây hồng. Số 15. Nhẫn xây hồng nghĩa là 6,350 cộng số ngồi nha mấy anh mấy chị ơi. Số 10. Nhung Lily nhẫn xây hồng. 15. À, ok. 14, 15. Rồi Nhung Lily nhẫn hột xây nha. Rồi. Chị Hồng Tiến ơi, em chốt gì là một cái dây sắn là 3 chỉ nha. Rồi. Ngày mai em đi nghỉ chị ạ. Cái nhẫn này là tiền công là 270.000 đồng, quốc pháp là 2,4 triệu. Một ni số 10 và ni 14, 15, 16 em có được 5 đơn. Một ni số 10 và ni 14, 15, 16 em có được 5 đơn. 2,4 triệu nha. Hột cái thành nó rất là cao mà dễ thương đẹp lắm. Đó, rất là sang trọng và quý phái luôn á. Đơn giản thanh mảnh đó, em đeo thử nè. Đó, ni tay em là ni số 10. 2,7 triệu đi chính hả? Cái nào 2,7 triệu? Dạ. 2,4 triệu rồi. 2,4 triệu chứ không phải 2,7 triệu đâu. 2,4 triệu nha mấy chị nha. Bông 2,4 triệu, nhẫn 2,4 triệu. Nhẫn 2,4 triệu, bông này bao nhiêu tiền vậy? Bông 3 triệu. Bông 2,4 triệu là bông nào? Bông 2,4 triệu là em không biết bông nào hết. Chị sai với bông, xong dưới là nhẫn gì, chị Nguyễn Tiền. Rồi chị Nguyễn Tiền ơi, là nhẫn 2,4 triệu nha chị Nguyễn Tiền nha, chứ không phải bông ha. Rồi. Phát hăng đổi lại cái nhẫn 2,4 triệu nè. Phát Hân đổi lại nhẫn 2,4 triệu rồi em chốt dạ, cho Phát Hân luôn. Nguyễn, em ơi lục dạ. Phát Hân bỏ ra ngoài đi em. Rồi chị Khoa Nguyễn là 2,4 triệu luôn. Rồi. Chị Hoàng Anh là 2,4 triệu. Lệ Thủy 2,4 triệu, em hết đơn nha mấy chị nha. Rồi bóc cái gì đó. Phát Hân ra đi em. À, còn chiếc đang đeo nữa nè. Còn chiếc đang đeo luôn nè. Rồi 2,4 triệu luôn. Rồi còn chiếc đang đeo em quên nè. Ở hên quá trời Dung Nguyên nè, còn chiếc đang đeo trên tay rồi chốt luôn. Rồi xong, giờ em xuống like nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, mấy chị thương em không? 2,4 triệu còn không? Hết rồi. Nói chung là em còn nhiều lắm, bây giờ em bán tới sáng cho mấy chị luôn đó. Nhưng mà bây giờ nhân viên em tội nghiệp quá, sáng mai còn đi chốt đơn cho mấy chị nữa. Sáng mai, mấy chị ơi, sáng mai á là nhân viên em còn điện thoại để chốt đơn cho mấy anh mấy chị nữa. Cho nên là sáng em mở cửa tới 7:30 lận. Mà bây giờ là
em hồi sáng giờ là em chốt lần, em bán lần hai like, lần like buổi sáng và like buổi tối luôn, cho nên là cũng hơi bị đuối quá. Thì mong rằng là mấy anh mấy chị cô dì chú bác thương em, đừng buồn nha. Rồi hẹn gặp lại là một tuần sau thì là lớp em sẽ là 22.600.000 à. Em sẽ lên, em sẽ lên, em dồn hết tất cả sức lực của em để cho em bán cho mấy anh mấy chị luôn. Tuần sau lên sớm đó, đi. Tuần sau lên sớm, hôm nay cũng lên sớm rồi đó, tuần sau em lên sớm. Thôi tuần sau buổi sáng thì là 9 giờ thì em lên cả khoảng 8 giờ 8 rưỡi là được ha. Rồi em ít nói lại bớt, rồi xong rồi để em bán hàng cho mấy chị. Xong rồi là buổi chiều thì em lên cả khoảng 5 giờ cho mấy chị. Em ráng cố gắng, em sắp xếp để lên 5 giờ để em bán hàng nhanh nhanh cho mấy anh mấy chị. Em thấy thương mấy anh mấy chị quá, giờ này mà mấy anh mấy chị còn 1.800 là em biết là mấy anh mấy chị rất là thương em nhiều lắm. Nhưng mà em cũng không biết là làm sao hết, sức khỏe của em nó cũng yếu quá. Rồi mấy chị nghe cái giọng của em không? Giọng họ nói là ở Việt Nam họ nói là giọng con dịch á, giọng con dịch đực á, nó khàn á, để chang cái giọng của em luôn. Hồi trước kia á là em còn hát ở trước live một bài và cuối live một bài hát, bây giờ hát không nổi luôn em anh chị. Phải ráng làm sao mà để ráng giữ cái giọng để bán hàng cho mấy anh mấy chị. Nói chung là còn hàng nhiều lắm, thật sự ra là hàng còn em trả lại cho công ty chứ em đâu có được lấy bán đâu mấy anh mấy chị. Cho nên là nó rẻ vậy mà em không được bán luôn á, em không được lấy để bán. Em phải nhập lại cho công ty, xong công ty mới giao hàng lại cho em. Ví dụ như ngày hôm nay em bán được là 100 lượng, 50 lượng, 70 lượng là em trả lại, em chốt cho công ty xong em trả lại. Rồi nó rẻ lắm luôn á, cho nên em muốn cho mấy anh mấy chị lấy hết. Em cũng không có lấy gì làm gì hết mà em lấy công ty cũng đâu có cho đâu. Cho nên là bán được bao nhiêu là em bán cho mấy anh mấy chị cho hết luôn. Ba đô ra là 30 triệu nha mấy anh mấy chị ơi. Tuần sau em sẽ lên sớm chút xíu cho mấy anh mấy chị để chốt nha. Thì là giới thiệu sản phẩm xong rồi em lên trực tiếp luôn cho mấy anh mấy chị chốt những sản phẩm bên em. Thì tuần sau thì em sẽ lên đồ nam, đồ nữ này kia nữa để mà mấy anh chị có like của em chốt luôn. Thiếu gì? Thiếu gì bé? Bây giờ thì Thiếu gì? Muốn em hát để. Dạ đúng rồi, em rất là muốn hát. Em muốn hát lắm nhưng mà em hát không có nổi. Cho nên là bây giờ thôi thì em cũng xin chúc cho mấy anh mấy chị ở Việt Nam và ở nước ngoài. Ở Việt Nam thì là một buổi tối ngon giấc và ấm áp bên gia đình của mình nha. Còn ở nước ngoài thì là chắc gần sáng rồi, thì là một buổi sáng, một ngày mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy tiếng cười ha. Rồi là tràn đầy năng lượng luôn ha, để đi làm rồi kiếm tiền một tuần sau để gặp em nha. Còn chị nào mà chưa mua được cái sản phẩm nào bên em á thì là mình ghé tiệm em bó tiền công đặc biệt cho mấy chị nha. Những anh chị nào mà ở xa hoặc là ở gần mà hôm nay cái livestream của em mà chưa chốt được đơn thì là em mời mấy anh mấy chị ra tiệm đi, rồi nói với nhân viên em để sáng mai em sẽ dặn nhân viên em. Những anh chị nào mà nói là anh chị coi trên livestream mà chốt không được ra tiệm thì em sẽ là nói nhân viên em sẽ giảm tiền công nhiều hơn cho mỗi ngày cho mấy anh mấy chị nha. Em cũng muốn rằng là mấy anh mấy chị yêu thương em và tuần nào cũng đón xem hóng xem like của em nha. Nhận được tiền rồi các chị nha. Bây giờ em xuống like thì em nhắc lại mấy anh mấy chị trước khi chuyển khoản là nhớ tiệm vàng của em chỉ có mà một số tài khoản duy nhất, số tài khoản mang chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu của ngân hàng ACB, số tài khoản mang số là 25391629. Số tài khoản thì không thể nào mà sai được nha mấy anh mấy chị nha. Trên livestream hoặc là hết cái livestream này hoặc là mãi mãi về về sau, em chỉ có một số tài khoản thôi. Những người ta họ dẫn dụ mấy anh mấy chị qua một cái tài khoản khác thì mấy anh mấy chị không nên chuyển khoản nha. Hủy đơn hàng đó cũng được, không sao cả. Em không có trách móc giận hờn gì mấy anh mấy chị đâu. Tại vì người ta lừa đó. Cho nên là em cũng muốn rằng là bảo quản tài sản cho khách hàng. Khách hàng còn ở đó thì em vẫn còn hoài. Còn mấy anh mấy chị nào mà bị người ta mà lừa thì em đau lòng lắm. Em cũng không muốn chuyện đó xảy ra nha. Mấy anh mấy chị muốn an toàn nữa là chụp lại màn hình giúp em. Tại vì ở dưới cái màn hình đó em có ghim cái số tài khoản đó. Nhớ một điều rằng là chỉ có một số tài khoản duy nhất nha. Không có số tài khoản nào cả, không có máy hư, không có chuyển khoản, không bị lỗi, không có gì trên cõi đời này được cả. Một số tài khoản duy nhất, nếu không chuyển được số tài khoản đó, không chuyển luôn. Hủy đơn cũng được, không sao cả. Em không giận, không hờn, không trách, không móc gì mấy anh mấy chị đâu nha. Rồi bây giờ thì là
Em xin chào và hẹn gặp lại. Những anh chị nào mà chưa chốt được đơn hôm nay thì là hẹn lại tuần sau chốt đơn nha. Dạ, mấy anh mấy chị ơi, trước khi mình chuyển khoản vui lòng ghi nội dung là tên Facebook, kèm theo có số điện thoại giúp em nha. Cái số điện thoại rất là quan trọng vì để cho nhân viên em dễ mà tìm cái đơn hàng của mấy anh mấy chị á, để lên đơn rồi gửi hàng với mấy anh chị nữa. Chứ mà tìm chưa có ra thì không thể nào mà lên đơn xác nhận được nha, mấy anh chị thông cảm giúp em nha. Rồi trên trang em bán hàng là trên trang Bambay, chứ không có là bán trang trên Facebook Trần Thị Phương Thảo đâu nha mấy anh mấy chị nha. Cho nên là nhắn trên trang Bambay á của tiệm vàng Kim Thành Thảo thôi. Dạ, đừng để kẻ gian mà người ta lợi dụng để người ta tạo cái một tài khoản khác bên Facebook á, rồi người ta kết bạn để nhắn tin qua bên đó rồi báo số tiền cho mình chuyển khoản một số tài khoản khác nha mấy anh chị nha. Thì đó là sai á. Dạ Đoàn Thanh Liêm ơi, rất là muốn hát nhưng mà hát không nổi. Dạ nói mà nói không nổi luôn thì không thể nào hát được. Rồi dạ, cảm ơn chị Mi Ngọc ạ. Ra Văn Thiết mở thêm cái tiệm vàng nữa đây chị. Dạ. Mình phụ cho. Dạ, chị Hồng Ngân. Chị Hồng Ngân là chị Đức chỉ đặt cái bông tay màu tím của em đó. Hôm nay mà bông tay màu tím á chị. À, để bông tay màu tím em đặt trên công ty 5 đôi rồi. Em đặt cho chị một đôi và khách hàng của em cũng 4 5 đôi nữa. Em đặt rồi nhưng mà chưa ra nha. Thôi thì bây giờ là chốt cho Mai Trần cái nhẫn xây trà ni 17 nó nhỏ. Rồi, em sẽ chốt cho chị ni 17 nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mấy anh mấy chị cô dì chú bác một tuần sau cho em nha. Em xíu nha. Chị nào mà mua hàng bên em mà nhân viên em phản hồi hơi chậm á thì là mình gọi trực tiếp cho năm cái số điện thoại của em niêm yết cái những bài đăng đó, thì để nhân viên em trả lời cho mình nha mấy anh mấy chị nha. Thì là mình nhá máy đi rồi nhân viên em gọi lại cũng được, vì do hiện tại bên em tin nhắn rất là nhiều, nó tới mấy ngàn tin nhắn lận mấy anh mấy chị ơi. Thì là mong mấy anh mấy chị lượng thứ nha, đơn giản hơn cách móc tiệm em, thì có gì mình gọi điện trực tiếp đi, nhân viên em sẽ tư vấn cho mấy anh chị rất là nhiệt tình luôn nha, kể cả khách nước ngoài và khách ở Việt Nam luôn. Là ở Việt Nam là bên em chuyển khoảng 100% giao hàng tận nơi, bao phí ship cho mình. Còn ở nước ở ngoài á, thì là phí ship thương lượng nha mấy anh chị nha. Là giao rất là an toàn luôn, là không có sợ mất hàng mà cũng không có sợ tráo hàng gì đâu. Thì là mấy anh chị cứ yên tâm đi, đặt niềm tin 100% bên tiệm em, chắc chắn sẽ không làm mấy anh chị là thất vọng nha. Rồi chốt cái nhẫn cuối ngày là mấy em cũng chào mấy anh chị luôn nè. Em chốt cho chị Mai Trần ha, ni 17 nha. Ý ơi. Trời. Đó rồi. Dạ mai em ở quận 8 lên dạ, đúng mai rồi. Lên dạ, em đi nhận chị. Được tiền rồi. Thứ 6 chị Diễm Hoàng đủ chốt cho em. Dạ ok chị Diễm nha, em giữ đơn này hả chị ạ. À. Chị nào mà chưa chuyển khoản hết á thì mình chuyển khoản cọc đi. Rồi có gì bên em sẽ giữ đơn hàng lại cho mình nha. Thì là khi nào mấy anh chị có đủ tiền rồi mấy anh chị chuyển khoản luôn rồi em lên đơn với mấy chị cũng được ạ. À. Rồi em tạm biệt. Tạm biệt mấy anh mấy chị nha. Chúc mấy anh mấy chị ngủ ngon ha. Kết thúc dạ. Tại em rất mệt.